Quy Thành, em hôm nay mặc áo đen nên em muốn quay một con quái vật màu hồng. Cả liên quan gì cả, bị ngáo không hề tỉnh táo hả ốc? Em đang rất tỉnh táo, em muốn quay con vật màu hồng bởi vì là ghế của em màu hồng. À, thế được rồi, vậy trong video ngày hôm nay anh sẽ biến con Kissimissi từng cứu chúng ta trong Puppy Playtime phần 2 trở thành quái vật chùm cuối giống như kiểu Mommy Longlegs ấy. Thôi đừng bốc phét, rõ ràng nó từng cứu mình thì làm sao mà nó có thể trở thành quái vật được. Nó, các bạn có nhớ không, nó mở cửa giúp mình đấy. Nhưng mà hôm nay sẽ biến nó thành quái vật, hãy tin anh. Rồi các bạn ơi, không dài dòng lòng vòng nữa, bây giờ tụi mình sẽ vào chơi luôn nhá. Các bạn đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh, ủng hộ mình làm thật nhiều em ơi. Yeah. À thôi ông ơi. Hô hô, ốc nhận ra ai kia không? Chính là búp bê Poppy chứ gì nữa. Đúng rồi, đấy, thấy gì không? Bây giờ anh sẽ lại gần nha, Poppy sẽ bị bàn tay kéo. Nhưng mà anh sẽ cố gắng tạm dừng. I'm going to need you to trust me. Này. Wow. Đúng bàn tay màu hồng của Kissy chưa? Đúng rồi các bạn ơi, bàn tay đầy lông lá, eo ôi. Nào, chúng ta cùng xuống xem con Kissy nó đang làm gì chứ đây. Wow. Ui, em cứ tưởng là Kissy Missy sẽ giống như những con quái vật khác là mọc thêm tay, mọc thêm chân. Nhưng thật ra không phải, nó vẫn chỉ có hai tay và hai chân thôi. Nhưng mà chắc bởi vì là cái độ dài cơ thể của nó cũng đủ dài rồi ấy, nên nó cũng không cần phải mọc thêm chân tay làm gì. Nhìn mặt thôi các bạn này, các bạn này. Không biết nó có bao nhiêu cái răng nhỉ ông nhỉ? Nó có một mồm toàn răng đấy. Quá chuẩn luôn. Và Kissimissi rất là dễ thương. Có nhiều bạn còn nói là Kissimissi là một người bạn thân thiết của các bạn nhỏ, nhưng mà lại bị người chủ bỏ rơi nên nó đáng thương lắm. À, thế là người ta cũng biến nó thành quái vật luôn à? Ờ, chắc là thế nên là nó đã bị biến thành quái vật đấy. Ờ, chứ bình thường con này anh thấy nó dễ thương mà, trừ khi nó nhè cái hàm răng ra mới bớt dễ thương các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem là con Kissimissi nó sẽ kéo Poppy đi đâu nha các bạn. Sẵn sàng chưa? Chắc chắn nó sẽ biến mất, em biết thua. Cái này ai chẳng biết. Ui, anh có thấy lúc kéo xuống cái tay nó giãn ra không? Nó to phình ra luôn ấy. Sợ nhờ các bạn nhờ. Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục hành trình thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nhảy xuống đây. Đừng cản anh. Không, không ai cản đâu. Anh đi. Chỗ này như kiểu có gì mắc này các bạn thấy không? Đấy. Hay nhảy qua được không? Nhảy được mà, nhưng mà... Không hiểu nó có cái gì đấy mà nó làm mắc chân mình ở đấy được luôn các bạn. Chúng ta sẽ đến với Gear Station để xem sự xuất hiện của con Kissimissi. Các bạn sẵn sàng chưa? Nó sẽ lấy bàn tay màu đỏ của anh. Và anh biết thừa rằng bây giờ nó đang đứng ở bên góc tường bên trái này này. Xem nhá. Thế bây giờ phải xóa cánh cửa đi. À nhầm, xóa tường đi. Đúng rồi, thấy gì chưa các bạn? Đây này, anh không bao giờ nói dối luôn. Trừ những lúc anh nói thật. Ôi, nó treo lên lưng cái này có cái vật gì mà treo người nó lên không? Ảo thế đấy các bạn ạ. À, các bạn nhá, bây giờ anh sẽ bật cái đèn lên cho các bạn nhìn này. Thấy không? Ui, cái tay bàn tay màu đỏ này sao nó cứ bị cong cong queo queo này? Nó đâu có thẳng như bình thường đâu đúng không? Các bạn để ý không này, cong này, bị cong này. Chắc là nó sẽ phá hủy bàn tay của mình ngay khi mà nó lấy được bàn tay của mình đấy các bạn. Nhưng mà nhìn này, rõ ràng là mình bị mất bàn tay rồi nha các bạn. Nhưng mà khi mà mình đang đứng này mình vẫn còn bàn tay mà. Thật là ảo ma Canada. Nhiều kiểu gì. Rồi bây giờ chúng ta cùng soi kỹ cái mặt nó nào. Chắc nó lại nhe răng cười biết ngay mà. Đấy, nó cứ giơ cái bàn tay màu đỏ lên xong nó kéo xuống, giơ lên, kéo xuống, giơ lên, kéo xuống. Ủa, à rồi nó làm gì? Bây giờ anh đặt bàn tay màu đỏ đây, các bạn cùng nhìn xem nó biến mất nhá. Đấy. Đấy, ui, nó một phát nó lên tận nóc nhà luôn đấy các bạn. Nó trèo nóc nhà lấy tay mình luôn. Phát nhanh lắm luôn đấy ạ. Nó kìa. Trời ơi, làm sao mà cái đầu của nó không dính vào người vậy, không biết nữa. Đây người ta gọi là đầu lìa khỏi cổ. Ui, trời ơi, trông kinh quá. Ui, nó đang dùng bàn tay đầy lông của nó và nắm cổ con Poppy như thế này. Nắm Poppy. Cổ Poppy, không phải nắm mày cổ anh, tránh ra đây. Tránh ra. Anh phải diễn đi. Poppy, bây giờ anh, mày có vui không? Nhưng mà Poppy ở đây bị bịt mồm, nó có nói được gì đâu. Thế thì Poppy, mày có vui không? Có nói được đâu mà bảo vui hay không. Chết mồm đây này, đầy mặn nhẹn mồm này. Không có gì vui vẻ cả, lượn đi. Ui. Sao cái người nó rỗng luôn hả? Người nó rỗng các bạn ạ. Ui, cái cổ nó dài xuống đây luôn này. Sao mình thấy người nó nhiều lông, mình ghê quá à các bạn. Mình nổi da gà, em nổi da gà. Mày thích nhìn đâu, tát vào mặt mày này.
tát cho phát. Đấy, anh tát phát nó sợ nó chạy mất dép luôn. Thôi thôi thôi, ai chả biết đoạn này, nó nói xong nó đi. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp Kissy Missy nên chúng ta sẽ chơi What a Hookie. Tiếng Anh gì ngộ vậy? Đọc kiểu tiếng Anh theo kiểu Mỹ. Mà em thắc mắc một điều đó là không hề có con Kissy Missy. Anh nhớ không? Có rất nhiều màu của Hooky Hooky nhưng không hề có màu hồng ở trong trò chơi này. Chỉ có màu đỏ này, màu xanh này, màu xanh lá cây này, màu vàng này, màu cam này, không có màu hồng. Đây này, có rất nhiều con Hooky này các bạn này. Bây giờ mình chỉ cần đi vào đây phát cửa nó đóng lại này. Đấy. Đóng chưa? Đóng đi. Đóng đi. Đấy. Đấy. Đóng rồi, đóng rồi. Đóng hơi chậm. Bây giờ là chương trình giới thiệu trò chơi, lúc đấy thì mình sẽ thử đi xóa bức tường xem nhé các bạn. Có được không nhỉ? Welcome to Wacko Wuggy. Tối thùi lùi, bật đèn lên, bật đèn lên. Bây giờ mình thử xoắn kéo cái gì không ạ? Kéo, sao ông đi thì làm thế nào mà con nó chui ra được? Nhờ. Từ để anh xem là nó còn xuất hiện đấy không nhé các bạn? Ui! Ui, phải không? Xóa cái ống đi rồi mà vẫn còn những con Hooky thế này các bạn ai thấy không? Đấy, em đã bảo rồi, không có màu hồng, thử bật đèn lên mà xem. Đây, từ từ xem xóa được cái nào. Xóa được cái đen đen này đâu các bạn ạ? Nhưng mà các bạn nhìn thấy đằng sau này có rất nhiều Hooky này. Đấy. I see, trời ơi. Bên này cũng thế luôn, để anh thắp đèn lên này. Đó. Thấy gì không? Màu xanh, màu đỏ. Bên này nữa. Game bắt đầu rồi đấy, mình phải trở về vị trí để chơi thôi. Đâu, đang đến đoạn của con Kissy Missy nó đang bảo là đấy, kìa, thấy tay nó cầm mấy sợi dây không? Rồi, nó vứt cái sợi dây đi này. Đấy, lúc đầu là sợi dây đều sẽ buộc vào những cái con kia. Bây giờ không có sợi dây nữa, chúng nó sẽ có thể lao vào ăn thịt mình. Rồi, bắt đầu rồi. Đang bắt đầu rồi. Ôi, ôi. Không, nó chưa thò ra khỏi ống, anh hiểu không? Các bạn ơi, bây giờ không có cái ống làm sao mà nhìn được. Ôi, chết rồi, Thành ơi, nhiều quá. Ôi, mẹ ơi. Ấy, ui, bây giờ mình chơi là mình đập thẳng mặt nó luôn. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Đi trời. Đừng có dại mà xóa ống nữa. Có cái ống để mình biết được khi nào nó thò ra thì mình mới đập tay vào được các bạn ạ. Khi không có ống thì nó đang đi ở trong ống, mình cũng cứ tưởng là nó thò đầu ra ngoài rồi. Trời ơi, nhùi nhúng. Gọi là nghịch ngu đấy các bạn. Ông còn đồ ngu đùa anh hả? Anh nghịch ngu ấy. Rồi, đi, anh sẽ chơi thắng trò này mà xem. Bây giờ anh thử xóa rồi. Đấy, đấy, nó lại vứt cái rời đi rồi. Đấy. Nhó nghĩ kiểu tiêu diệt được mình nhưng không bao giờ. Bật cái điện lên này. Sáng chưa? Sáng rồi đấy. Ôi, sáng quá. Ôi, sáng chói mắt rồi. Sao cả. Đâu đâu, con nào thò ra. Đây. Mày tưởng tao nhìn đấy. Ai, úi, úi. Đâu. Ê, con kia màu xanh. Mày nhìn nè, táng vỡ mồm. Ê, con vàng ấy. Mày nhìn. Kia, con này. Màu đỏ nè. Màu đỏ đấy. Đâu hết rồi, ra đây. Nó đang ra đấy, kia kìa, màu xanh lá kìa. Anh sợ gì mấy con Hooky ngu xì này. Nó sợ ăn thịt anh rồi. Đâu? Đấy, đây, dưới. Mày à? Được, nó chưa bỏ ra đến nơi. Đấy, nó chưa bỏ ra đến nơi, bảo rồi. Cẩn thận các bạn ạ, nó sắp đến giai đoạn là nó ra rất là nhiều rồi. Mày đừng tưởng tao không nhìn thấy mày nha. Màu vàng chắc trái hay sao ấy. Mày đừng tưởng tao không đấy, nhìn thấy trong mày. Ống vàng ấy, em đã bảo rồi. Đấy, đát vỡ mồm ngay. Ý trời ơi, màu vàng à. Rồi đâu. Ê, màu vàng tiếp kìa. Ui giời. Mày đừng tưởng ra nhiều rồi đấy các bạn ơi. Nó tưởng là nó trốn chỗ tối mà mình không nhìn thấy à, mình táng ngay. Đấy, nói à. Đáng ra anh phải lắp đèn ở cái chỗ tối chứ. Anh phải lắp đèn ngay trên đầu. Trời, sáng quá trời đất. Đấy, tự hại mình các bạn ạ. Mình sẽ không nhìn thấy gì. Ở dưới luôn. Quá, có ra sau lưng đi. Đấy, thấy chưa? Ui giời ơi. Con đỏ này sắp ăn thịt mình luôn đấy các bạn. Còn lâu đi, bạn này không có cửa thắng anh đâu. Anh vô nhà vô địch đập chuột. Ui, trên này nhiều quá kìa. Ôi, nhiều quá bạn ơi. Ôi. Quá ghê gớm. Bạn là nhất nhá. Ai nhỉ? Ai chơi giỏi nhỉ? Ốc chơi toàn chết, còn anh chơi toàn thắng luôn. Nói gì? Nó đưa cho mình đồ bây giờ đó.
Đây, nó đưa cho mình cái mật mã của đoàn tàu. Ok. Nhìn cái tay nó xem đi. Mình bay vào trong kiểm tra các bạn. Ui cái tay này. Ủa, cái tay đi xuyên không gian luôn các bạn. Ôi. Tôi quá mệt mỏi rồi. Mày làm gì đây này? Các bạn ơi, có hai con Kissy Missy, một con ở đây, còn một con ở đây. Thế mà mình ban đầu cứ tưởng là nó thò tay xuống dưới nhưng không phải đâu các bạn. Rồi. Mất này. Ui. À nó thụt vào. Trông ghê nhỉ các bạn nhỉ? Rồi, mình sẽ thoát khỏi trò chơi này. Đúng rồi, thoát thôi các bạn ơi. Mở cửa cho tao đi, bốc phét thế nhở. Mình phá cửa ra mình đi. Quá easy luôn. Đừng có động vào nhà phát triển bên của Thành nhé. Ông ơi, em còn nhớ cái đoạn này không? À, đoạn này là đoạn Kissy Missy mở cửa giúp mình nè. Ờ, nó sẽ mở cái cửa đầu này này. Các bạn, đây mình sẽ chạy đây cho các bạn xem. Đây, nó sẽ mở cho mình cái cửa này. Bây giờ mình không đi vào đấy mà mình đi đầu bên này, mình sẽ xóa lấy cái cửa này, mình đi vào kiểm tra xem cái Kissy Missy nó có đứng ở trong đấy không nha các bạn. Ồ, đúng rồi. Không thấy này, không thấy gì luôn này. Đấy. Ồ, thế chứng tỏ là có Kissy Missy là người tốt và Kissy Missy là người xấu à? Ờ thì đấy. Ủa, đây, con này đây. Người tốt nè. Đây chính là Kissy Missy phiên bản người tốt này các bạn này. Đó. Người tốt trông đen thế. Đây, tốt tối đấy. Không, nó vẫn đen mà, anh bật đèn nó vẫn đen. Ờ, sao mày đen thế mày? Ờ. Mày không giống màu hồng Kissy Missy mà mày màu đen xí này. Em biết rồi, đen thôi, đỏ là blue. Đen thôi, đỏ là blue. What the hell? À, ok. Đấy, các bạn ơi, nó đang đứng giơ tay này, trông ghê nó phết nhỉ? Ờ, trông cái răng, nó sáng mỗi cái răng này các bạn. Thử, mình thử kéo này xem được không? Không được không các được, bạn ạ. Rồi, mình phải đi vòng lại đầu kia. Ừ. Tức là cái cần gạt đấy chỉ có Kissy Missy là kéo được thôi. Ta sẽ thấy Kissy Missy di chuyển nhá. Úi dồi ôi. Đấy, thấy nó chưa các bạn? Đó, nó sẽ đi ra. Đó. Đi ra thật kìa. Nó đang giơ tay, bây giờ nó đứng luôn các bạn ạ. Nó đứng xuống luôn rồi. Nó đứng kiểu đung đa đung đưa. Nó vẫn tối vậy Thành. À, ê. Nó có màu rồi các bạn, nó có màu rồi. Ui, Kissy Missy phiên bản người tốt. Ôi ôi, còn có mi mắt đi ôi. Ba cứ sợ mi lông mi to như lông... Như lông trâu. Như cái hạt đồ đen đấy các bạn. Rồi chúng ta cùng xem nó đi đâu nha các bạn. Kissy Missy ơi. Nó cứ đồng đảnh ấy nhỉ, nó cứ đung đưa đồng đảnh ấy. Bạn đi đâu đây, cho mình theo với. Rẽ rồi. Ôi, đi vào trong tường biến mất luôn các bạn. Đến cái góc tường này là biến mất. Thế thì phía xa kia là gì? Ở đây có một cái hộp món đồ chơi. Mommy long leg đen thối lùi luôn các bạn. Đen thối lùi luôn. Kinh thật sự các bạn. Bên trong này có gì nhỉ? Trong này em nghĩ là cẩn thận mình rơi ra khỏi thế giới đấy. Nếu mà đi tiếp ra đây là hành lang cụt nha các bạn. Chúng ta sẽ bị rơi ra khỏi thế giới đó. Thế ra là nó biến mất luôn rồi, nó không ẩn náu ở đâu nữa. Rồi, thế bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đó là tiếp tục hành trình thôi. Đáng lẽ ra là chúng ta sẽ phải kéo cái này này. Đến để phá cái đoạn cuối đường ray ấy. Nó bị chặn rồi các bạn. Thì chúng ta mới đi được. Nhưng mà khi mà mình xóa cái cửa này rồi thì chúng ta hình như là không kéo được cái này đi sao á. Đấy, không kéo được nữa. Không kéo được nữa nhưng mà không sao. Mình vẫn đi luôn được. Vì B của Thành là Hacker bị ngáng ơ. Hacker tỉnh bơ. Đấy, chúng ta sẽ xóa cái này đi luôn. Rồi, chúng ta đi qua luôn. Không hay cần quá. Phải mất công sức làm gì cả. Rồi, chúng ta tiếp tục hành trình nha các bạn. Tên tên tên. Imo. Chúng ta lại rơi lại cái chỗ mà không thể thoát đi được các bạn ạ. Bắt buộc ngày nào cũng phải đi vào cái chỗ hành lang này. Nó sẽ rơi từ trên kia xuống chứ gì. Đúng rồi. Sao anh phải sợ thế? Nó chỉ là một đứa con gái quái vật. Quái vật con gái. Này thì không đáng sợ à. Eo ơi, cái cổ của nó kiểu gì bị thủng ấy các bạn ơi. Ui, cái miệng của nó có bị kéo dài đấy các bạn. Ui, tay thì to nhá. Mày Chạy các bạn ạ. Trốn dưới cầm cầu thang xem có bị ăn thịt không nhá. Không biết thật. Trời ơi, thế nào. Dăm ba con Kissy ngu si, làm gì được mình. Bạn mình kinh rồi. Các bạn ơi, mình vừa trốn thành công rồi. Bây giờ mình nghĩ ra một ý tưởng.
đó là các bạn bảo rằng Kissy Missy với cả Hoogie Hoogie là người yêu của nhau. Thế bây giờ mình thử thả Hoogie ở đây xem chuyện gì xảy ra nhá. Xem chúng nó có ôm nhau thắm thiết, nó không đuổi em Cô Thành nữa đúng không nhá? Chắc là yêu nhau đấy. Đây. Úi dồi ôi, nhưng mà thế này thì hơi nhỏ so với con Kissy Missy của mình. Cho nó to đấy. Nhưng mà sao động tác con này lại tát nhỉ? Liệu có khi nào nó tát cái con Kissy Missy không? Không, đây chạy đến ôm chứ không phải chạy đến tát. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem chuyện gì xảy ra đấy các bạn. Xuống đi, xuống đi. Ui. Chuẩn bị đến ôm Hoogie rồi. Ôm đi ơ, ôm nhau đi. Trời ơi, sao con này kiểu gì đấy? Nó đi quá luôn nhỉ. Bước qua đời nhau để làm để nhau, làm nhau đau. Ui dồi ôi. Con đây. Kia còn liên tục tát là con đây. Bạn muốn có nhiều người yêu thì đây người yêu của bạn đây. Bạn xứng đáng có 10 người yêu. Đây, bạn xứng đáng có rất nhiều người yêu. 1.000 người yêu, 100 người yêu luôn. Chạy đi, nó đếm rồi. Đây. Ủa, sao nó gì đây? Ôi, bạn ơi, ôi, bạn ơi. Anh không nghe thấy gì. Anh bị điếc rồi. Thế nó ló mặt ra trong cái đống một đám Hoogie kia. Thế là mình bị chết luôn các bạn. Nó không thích có người yêu. Nó là theo chủ nghĩa độc thân. Ế là xu thế rồi các bạn. Đúng. Chắc nó thích thế. Bây giờ mình phải chắn cái thùng này. Rồi, thùng okay. Sơn gì mà to vậy? Thùng sơn siêu to khổng lồ. Ui dồi ôi. Chạy luôn. Mày đuổi tao đi. Tao chặn thùng sơn này. Ui. Ta xóa cửa ta đi trước đây nhá. Ôi, nó có thò đầu rồi, thùng sơn các bạn ạ. Chuồn đi. Tôi ở đấy mà bốc phét đi nhá, tao đi đây. Ôi dồi, sợ thật đấy các bạn ạ. Thôi bỏ đi nhá. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh lại thấy nhớ em trong giấc mơ. Em Kissy Missy. Đây này. Vớ vẩn vớ vẩn các bạn ạ. Hát thì không hay, cứ lại hay hát. Đấy, nhớ phát nó xuất hiện luôn các bạn ạ. Chân tay nó như là chân vịt ấy nhỉ. Ôi dồi ôi, kinh quá. Đi. Dứ nó lại tỏ hai phòng mùi. Nó làm gì đấy? Chạy. Chạy ngược lại cái gì? Chạy ngược lại, đóng cửa xem con này nó có đuổi được không. Đóng cửa lại, đấy. Lùi ra sau đi. Từ từ, nó đâu có xuất hiện đâu, đây này. Nhưng mà có âm nhạc nguy hiểm. Đâu, hết nguy hiểm rồi. Ôi nó chạy biến rồi các bạn ơi. Baby anh thật là số 1, anh quá giỏi, anh là nhất. Mọi hơn những con quái vật khác là nó đuổi tới cùng nữa các bạn ạ. Nhưng con này nó không đuổi tới cùng luôn. Hay là vì nó là quái vật, là con gái nên nó hiền nhỉ. Chắc thế đấy các bạn. Đấy mình trốn được rồi. Đóng cửa lại một cái nó không đi qua được. Hay quá. Con quái vật khác nó đi xuyên tường rồi đấy. Đến đoạn này thì sao? Thì là đi qua không vấn đề gì đúng không? Đúng rồi, bây giờ chúng ta đến chương trình đó là làm bánh răng để mở cái cửa này. Và lại gặp nó, trời ơi ạ. Hay là anh thử xóa cái cửa đấy đi vào trong xem như nào luôn nhé các bạn. Nó kìa, nó lấp ló đằng dưới đấy. Đây này, Kissy Missy đây này các bạn ơi. Để anh thắp điện cho các bạn nhìn nhé. Đây. Ê. Yêu ơi. Kinh quá các bạn ạ, không biết dưới này còn không nhỉ. Anh thử thắp điện ở dưới này lên nhé. Ủa, anh đi vào đâu đấy? Anh đi vào sâu tim em. Đây. Xem TikTok ít thôi. TVM Kissy, nhưng mà bây giờ anh đi vào miệng nó này. Ủa. Người nó có kiểu sượt đấy, không kiểu gì ấy. Đây là hai con mắt của nó này. Đi sâu hơn xem nào. Thôi. Thế còn cái bên phía tay của nó hay sao? Ôi. Không xem bên tay nó quên à? Không, thôi bỏ đi bạn ơi. Đi mà làm người à? Còn đi làm người, kéo lên đây. Rồi, nó đi vòng đây tìm anh mà, anh không đi thế được đâu. Đâu, làm gì có tìm đâu. Nó đi vòng lên để nó tìm anh ấy. Đâu? Ủa, nó đi chậm lại kìa các bạn thấy không? Đi rất khẽ nhá. Lại đi nhanh rồi. Chết rồi. Trốn được hả? Nó đi ngược lại đó bạn ơi, đợi mình mà. Nó trèo lên trên rồi các bạn ạ. Nó ngược lên đấy các bạn. Nhưng trên mà này có gì đâu? Trên là trần nhà mà, thế nó đi xuyên cái trần nhà các bạn ạ. Xóa cái trần nhà xem là có cái gì. Có cái gì đâu? Có cái nịt. Là có cái gì các bạn? Thắp điện trên trần nhà có gì đâu, ngoài map rồi các bạn ạ. Không có gì.
Ủa thế sao nó đi đến đấy được nhỉ? Không hiểu luôn. Rồi bây giờ chúng ta lại gặp nó ở đoạn này này các bạn này. Thử xóa cái này xem được không? Em nghĩ là không được đâu. Không xóa được mạng nhện ở đây các bạn ạ. Ờ mạng nhện bất tử các bạn. Ê! Thấy rồi nha, thấy rồi nha bạn ơi, thấy rồi nha. Thấy rồi nha, tát cho phát. Bây giờ chúng ta sẽ kéo cái này. Bỏ lên. Anh đứng đây á, đứng đây nó sao? Ê! Đuổi theo nó các bạn ơi. Ui nó chạy nhanh quá. Ui. Ui, ui. Con ở dưới đang thò tay lên. Ê mày ơi, tao đây này, bắt tao đi. Đây bạn ơi. Không, nó không bắt ở tầm 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 thấp thế đâu. Xin vĩnh biệt cụ. Nhầm các bạn ạ, nhầm. Anh bảo xóa cái thành lan can, thế là xóa cả lan can đi tỏm xuống. Tại em đây nói nhầm. Tại anh ấy. Đây, kéo phát đấy. Này cảm giác cái tay phải của nó rất dài luôn ấy. Đuổi theo nó các bạn ơi, đuổi theo nó. Ở đây có một con thò tay lên nhá. Rồi, đi rồi. Chẳng bảo đi đâu nhá các bạn. Nó rút đầu vào trong cái đống đổ nát. Ôi, nó trèo lên trên các bạn ơi. Cái đống đổ nát đâu? Vừa có đống đổ nát đây, sợ biến mất nhỉ? Có cái đống đổ nát đang to đùng biến tí này. Ghiềm nhà các bạn. Ngầu lòi các bạn ạ. Và mình biết thừa nó là nó đang ở đây này các bạn. Trong thừa. Đấy, cuối đây này. Đấy, các bạn thấy. Úi xồi ôi. Đấy, đang đứng đây dình mình này. Đấy, thấy chưa? Mình hello. Mình xuất hiện phát thôi. Mình nó là bò ra luôn. Đấy, nó bò ra luôn đây này. Đấy. Chạy đi, ấy ấy cái gì? Ôi. Sao con này lại cười giọng nó lại nam tính thế nhỉ? Nó phải cười. Dừng lại kiểm tra xem trong này có không. Chắc chắn là một con có nữa. Một con nữa các bạn ạ. Không phải là chỉ có một con đuổi mình đâu. Đấy. Này mày có nhất thiết mày phải thò tay ra mày vẫy gọi tao. Mày tóm tao luôn đi. Một con rồi. Còn một con đuổi mình là hai con. Một con lúc ban đầu thò tay nữa là ba con đó các bạn. Mình ngay đây rồi. Thế quả này mình phải chạy nhanh các bạn ơi. Sợ quá à. Chạy. Trời ơi. Chạy đi. Không được nhìn lại. Chạy một mạch. Đu lên. Đồ ăn hại. Chạy đâu? Lên nóc nhà rồi. Chạy được các bạn ơi, không nhìn lại một tí nào. Ui, nhà sập. Ok, phá rồi các bạn. Mày đi xuống, không đuổi mình nữa ở đây. Mày đi đâu? Tận lại rơi xuống đấy, bây giờ lại ngu người. Đi đâu không biết luôn các bạn ạ. Ui, nó sắp xuất hiện lại đấy. Ôi các bạn ơi. Tìm đâu, nó đến tìm mình để cho các bạn. Đây này, chắc là nó sẽ xuất hiện ở bên cái chỗ này này các bạn này. Nhưng mà mình không xóa được, tôi nhận được cái bảng này á các bạn. Đây, chính là đoạn chúng ta sẽ tiêu diệt được Kissy. Hãy đi vào đi. Từ đã, trước khi vào anh sẽ tạo nên một bài hút ghi canh cửa cho tao nhá. Trời ơi. Đấy, yeah. Nó không thích hút ghi đâu. Chặn cửa. Đấy. Căng thẳng thế này, đoạn này căng thẳng lắm luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ xóa cái đường này để tí mình có chỗ chạy. Đúng. Đấy, sau đó mình sẽ xóa luôn cái cửa này. Rồi, đặt bàn tay vô. Tay vô. Mày cái mặt vô nhìn nó. Nó đi xuyên hút ghi. Chắc chắn luôn, em biết ngay mà nó không thích cái con hút ghi đấy đâu. Con này là quái vật, có phải là con bình thường. Ê. Ôi trời ơi. Ê, mình bước qua đời nhau. Đánh mày. Bắt tay vào này các bạn. Đấy. Ủa, mình đã kéo cần gạt đâu mà. Ê, mày bị ngáo này, bây giờ có con khác đấy. Úi trời ơi. Hai con luôn. Này, mấy con Kissy này. Đau chưa? What are you doing? Mày chết đi, dám ăn thịt ta. Ôi trời. Rụng. Eo ơi, nhìn cái thân nó như kiểu cao su giãn ra này. Còn đây là con 1006 đang thò trời ơi, bay ra. Để anh bay vào nhìn con 1006 các bạn. Ôi, nó kéo. Kéo vào trong này. Kéo qua bên này. Rồi. Cái đầu thì vẫn giãn ra luôn. Ui rồi. Ui. Nó lấy được một phần chân hay tay của con này nữa các bạn ạ. Đáng sợ nhỉ. Thử xóa cái bàn tay này xem được không. Ui. Không được. Không xóa được bàn tay nha các bạn. Rồi, mình sẽ thử xóa lại cái máy nghiền xem là chuyện gì xảy ra nhé các bạn. Xóa này, xóa hết luôn. Xóa cả cái đống này. Để lại mỗi cái tay kéo cần gạt nữa các bạn ạ. Rồi, xóa luôn cả cái này đi.
Ở đây. Đấy. Rồi đấy. Đi thôi các bạn ơi, chúng ta sẽ đặt bàn tay vào đây. Thôi đi thôi, đi thôi. Đi thôi, đồng chí Tờ Duyên. Ôi trời ơi, điên à, Tờ Thành đánh, chứ. Đánh. Đây, đồng chí Tờ Kissy. Phành ở đây, nó biết thừa mình ở đây rồi nha, nhưng mà nó không lao vào bắt mình các bạn ạ. Nó cứ chạy tiếp thôi. Rồi, nó đã bị đốt cả cái máy luôn. Đấy, hai con luôn. Chết đi. Ôi trời ơi. Chết đi. Úi dồi ôi. Cái người đó kìa. Ôi, cái con đầu tiên ấy. Con đầu tiên cái tay nó bị kéo cắm vào tường luôn. Đúng rồi các bạn ạ. Đấy, sáng chưa. Ôi dồi ôi, quay cái lộn tông vồng luôn các bạn. Cay không, cay không? Ăn thịt ta thì chả là phải chết à hả? Cay nó lòng hoàng luôn các bạn. Ờ. Còn nó xỉu ấy đó. Ôi đừng kéo chân tao. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Eo, kinh quá các bạn ơi. Rồi nó kéo mất tiêu luôn. Kéo vào trong này luôn. Nhìn như là người cao su ấy nhở. Ờ đây này. Kéo giãn rồi các bạn ạ. Còn đây có một con nằm cắm mồm xuống đất. Chết đất luôn các bạn ạ. Rồi thôi. Vậy là chúng ta có thể thoát được rồi các bạn. Rồi các bạn ơi, trong video ngày hôm nay mình đã làm Kissy Missy xuất hiện trong Poppy Playtime phần 2 và trở thành Mommy Long Leg. Chúng ta đã có Kissy Long Leg. Và các bạn thấy thích video này không? Hãy bấm like, bấm đăng ký kênh của mình, làm thật nhiều video mới. Còn bây giờ xin chào, nhớ like thật nhiều và đăng ký kênh nhá. Ồ và nếu các bạn muốn con quái vật gì xuất hiện thì hãy comment ở dưới để cho chúng mình biết nhá. Đúng rồi, ai nhiều like nhất thì mình sẽ làm. Mà có vẻ như các bạn đang mình đọc với các bạn là các bạn bảo chị ốc trở thành quái vật, nó làm gì có chuyện đấy. Các bạn đừng có bây giờ hy vọng ốc sẽ không được trở thành quái vật đâu. Nhưng mà anh Bì Cụ Thành có thể làm chị ốc trở thành quái vật đấy. Rồi, các bạn nhớ like thật nhiều, anh sẽ làm.